Alo, cảnh sát ơi, vợ em mất tích. Có đi ra ngoài hôm qua và không thấy quay về nhà. Vợ anh cao mét nhiêu? Em cũng không nhớ lắm, tầm mét rưỡi lại lại tới mét bảy. Cân nặng thì sao? Không rõ lắm anh, không ốm cũng không mập nữa. Mắt màu gì anh nhớ không? Anh tìm thử màu nâu đi, em không để ý. Vậy còn màu tóc? Nó cũng tùy anh, có lúc đen có lúc đỏ. Anh có nhớ cô ấy mặc áo gì khi ra khỏi nhà không? Váy đỏ. Em đoán vậy. Cô ấy ra khỏi nhà bằng xe hơi hay đi bộ? Xe hơi của em anh. Anh còn nhớ nhãn hiệu của chiếc xe đó không? Đó là một chiếc C80 AMG độ full C63 cánh gió carbon Rabusfax. Bộ chia gió tích hợp đèn hậu F1, đèn pha lít không được, mâm Rabusfax luôn. Mâm bên phụ bị cấn chày do nữ lái. Xe có độ downby remap bow on up, báo lỗi linh tinh một số ở đồng hồ lái. Cản trước bị nứt nhẹ nhưng chưa bể do quẹt chậu bông. Công suất tiêu chuẩn 156 mã, moment 250 Nm. Sau khi nâng cấp ở gara anh 8, anh nói là mạnh lắm, em cũng chưa lo thiệt nữa. Nội thất ghế là màu đen, dính kem trộn cứng đầu khó tẩy. Đặc biệt ngoài thất xe thì nửa hồng nửa đen do chưa tìm được tiếng nói chung. Hàng xóm nó có tưởng hai chiếc không à. Đừng lo thưa ngài, chúng tôi sẽ tìm được chiếc xe cho ngài. Cảm ơn anh.